Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn ba cái mẫu động cơ 12V không giảm tốc làm chân vịt thuyền. Thì cái dòng này là dòng động cơ có chổi than cho nên là giá thành thì nó ra khá là rẻ so với cái dòng động cơ ba pha. Rẻ, khỏe. Đấy. Đấy thì các bạn đối với những các bạn hay sử dụng để đi thuyền chài hay là đánh cá thì các bạn có thể sử dụng ba cái mẫu này, giá nó rẻ mà nó vẫn khỏe. Như con này thì là 12V 600W, thì cái dòng này thì nó khỏe, rất là khỏe, thì các bạn có thể đi những cái thuyền như kiểu khoảng thuyền 4m được. Còn hai cái dòng dưới này nhỏ hơn, các bạn đi thuyền cá nhân thuyền từ 3m rưỡi đổ lại thôi. Đấy thì là nó cũng khá là khỏe. Thì bây giờ mình sẽ test tốc độ cho nó, các bạn cùng xem. Thì đối với cái dòng to này thì các bạn có thể đi cái chân vịt 19-20 này. Còn đối với dòng nhỏ này các bạn có thể đi cái dòng chân vịt 16 này, 14-16 này. Đấy, cái này là chân vịt bằng nhôm, nó rất là rẻ thôi. Còn cái này bằng inox thì nó đắt này. Cái này bằng nhôm này thì tùy các bạn mua loại nào thì các bạn đặt hàng, link đặt hàng ở dưới phần mô tả video. Thì bây giờ mình sẽ đi test tốc độ cho bạn xem cái con 12V 600W này trước. Đây là cái đồng hồ test tốc độ này. Đấy. 2594 vòng trên phút. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn cái mẫu động cơ tiếp theo là mẫu động cơ 12V này. Đây. 12V 150W này. Đấy, 150W nhưng nó rất là to. Mình sẽ test tốc độ cho các bạn xem nhé. Con này là 2100 vòng trên phút các bạn nhé. Đấy, 2100 vòng trên phút. Do cái trục nó hơi sáng cho nên là khi mình lắp cái phản quang vào thì nó hơi khó đo. Nhưng mà sau một hồi thì đã đo được thì tốc độ của nó là 2100 vòng trên phút. Tiếp theo là đến cái con động cơ này. Con động cơ này thì trục nó là trục vuông góc. Con này thì chỉ có 100W thôi. Con này là 1300 vòng trên phút các bạn nhé. Đấy thì có ba cái loại này thì các bạn mua cái nào thì làm để làm chân vịt thì tùy do các bạn lựa chọn. Đấy. Đây. Có cả điều khiển đây. Đấy, chân vịt đây. Thì cái giá thành sản phẩm thì mình để ở dưới. Thì các bạn lưu ý hai cái loại nhỏ này thì chỉ có thể chạy cái chân vịt nhỏ này thôi. Chân vịt này là chân vịt 16. Đấy, còn hai cái loại lớn, cái động cơ lớn thì các bạn có thể chạy hai cái chân vịt 20 này. Đấy. Còn đây là các cái khớp nối các đăng này. Các bạn là mua thì tính tiền nhé.
Đấy, ba loại đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.